Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được thần tài soi chiếu, bất ngờ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, trả sạch nợ nần, đổi đời cực giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, cao nhân xưa có nói, muốn biết quá khứ hay tương lai của một người, chỉ cần nhìn vào những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Điều này cho thấy rằng những việc chúng ta đang làm và đang nhận trong hiện tại đều bắt nguồn từ nhân đã trồng trong quá khứ. Và trong số 12 con giáp, có số ít người nhờ đức năng thắng số, gặp may mắn liên tiếp mà đổi đời giàu sang vô đối. Theo luận giải tử vi mới đây nhất chỉ ra rằng, bước sang tháng Tết năm 2024 âm lịch, tháng khởi đầu năm mới 2024, trong số 12 con giáp sẽ có con giáp tuổi Nhâm Tý. Được thần may mắn chiếu cố nồng hậu mà thay đổi một cách vượt bậc, cuộc sống lẫn tiền tài, danh vọng của mệnh chủ đều thay đổi chóng mặt. Một bước trở thành đại gia, đây chính là con giáp được thần tài để mắt mà ban cho cơ hội hốt vàng, hốt bạc, dù có những chông gai khó khăn đến đâu. Thì bước sang tháng Tết năm 2024 âm lịch này cũng sẽ đánh bay vận hạn, lộc lá bất ngờ ập đến, tiền bạc chất ngập két, khiến người người nhà nhà đều ngưỡng mộ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của con giáp tuổi Nhâm Tý này sẽ diễn ra như thế nào? Làm thế nào để tận dụng được vận may, để đổi đời giàu sang như ý? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, khi về già có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất, muộn phiền, tổng kết lại, thì không gì ngoài việc bạn đã chuẩn bị con đường lui bước tốt đẹp cho mình chưa? Sau đây là năm gợi ý thú vị giúp bạn luôn thảnh thơi khi tuổi tác xế chiều. Con đường thứ nhất là có một thân thể mạnh khỏe. Điều này quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không, khi có một thân thể mạnh khỏe thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Có thân thể mạnh khỏe thì sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có thân thể mạnh khỏe thì sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có thân thể mạnh khỏe thì bản thân mới có niềm vui. Thế nên, bất kể lúc nào bạn có thân thể mạnh khỏe thì đó mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người. Khi bạn có tuổi, càng cần chú ý, cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình. Bạn cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ. Đối với thân thể, nhất định phải chăm chút, định kỳ kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình, cần xem nhẹ tất cả tâm, tỉnh lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa. Con đường thứ hai là bên mình có người dìu bước, đó chính là người chung gối, là bạn đời có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là phúc dân gian. Thường có câu nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân, hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông, đây không phải thứ tình cảm oai nghiệt, hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuyện bình thản, nhẹ nhàng, đó mới khiến trái tim xúc động nhất, có người bạn đời biết yêu, biết thương, đó mới là con đường tốt nhất. Con đường thứ ba là cuộc sống cần có quy luật, con người có tuổi, nhất định phải sống có quy luật, nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê, cần phải có thời gian của mình. Bởi vì các linh kiện trên thân mình đều đã lão hóa, quy luật ăn uống, không được chè chén thỏa thê, chưa nhất định cần ngủ. Với bạn già, khiêu vũ, chơi bài cũng cần có mức độ, kết giao bạn bè là rất quan trọng, người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình, nhưng khi kết giao, nhất định phải cẩn thận, chớ kết giao với người có lòng dạ hẹp hòi, nên tìm người tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui, sở thích, để cùng chia sẻ, có thể giúp nhau giải buồn phiền, như vậy
niềm vui cũng đủ rồi. Con đường thứ tư là dành đủ tiền chi tiêu cho mình. Việc này rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu, vì có tiền rất quan trọng. Nếu xảy ra bất trắc gì thì đã có đủ tiền xử lý. Khi có việc cần dùng đến, tiền tự mình lấy ra không phải ngửa tay xin con cháu. Khi có tiền, ra ngoài đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy đã không phụ công bao năm tháng đã qua. Con đường thứ năm là một trái tim vui vẻ. Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng ta nghỉ hưu rồi. Nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình, tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống, hát ca, nhảy múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú. Xem còn có những phong cảnh đẹp nào mà mình chưa xem, nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện, nhất định cần phải trân quý khoảng thời gian cuối cùng. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Trời sinh những người tuổi Nhâm Tý là người có vẻ ngoài thu hút đặc biệt, họ có những thói quen rất tinh tế, thích cuộc sống tự do, không ràng buộc nhưng lại không thể sống đơn độc, họ có khả năng quan sát tốt và cũng có rất nhiều ý nghĩ bay bổng, phóng khoáng. Ngoài ra, tính cách của họ cũng có phần không ổn định, họ không thể đưa ra quyết định khi có quá nhiều sự lựa chọn cùng xuất hiện một lúc. Người tuổi Nhâm Tý thích một cuộc sống phong phú và là người có tầm nhìn xa, trông rộng, cộng với nét thu hút của Nhâm Tý, vì thế họ luôn tận dụng sức mạnh từ sự thu hút này để theo đuổi quyền lực, tuy nhiên, cuối cùng có thể họ lại bỏ quyền lực để theo đuổi tình yêu. Nhâm Tý luôn tìm cách để có một cuộc sống tốt hơn, hướng tới sự giàu có, thích tham gia tìm hiểu những chân lý, cuộc sống và tinh thần, vì vậy, họ là người phát kiến ra nhiều thứ mà ai cũng phải vô cùng ngạc nhiên. Đa phần tuổi Nhâm Tý có con đường công danh khá thuận lợi, nếu có cơ hội tập trung hoàn toàn, duy nhất vào một lĩnh vực nào đó, thì chắc chắn họ sẽ đạt được những thành công lớn vì họ thích tìm hiểu cặn kẽ, cốt lõi của vấn đề, không vì mục đích gì cả, rất có cá tính và thường đưa ra những sáng kiến độc đáo trước các sự vật, sự việc, đó cũng là những ưu điểm nổi bật của họ, thực lực của họ nằm ở cá tính và phương pháp giải quyết vấn đề của họ, nên với những công việc tẻ nhạt, chỉ để giết thời gian, hoàn toàn không phù hợp với những người này. Tuy nhiên, tính cách của họ có phần không ổn định và dễ bị dao động bởi những lời nói xung quanh. Mặt khác, người Nhâm Tý là những người bạn đồng hành trung thành, chân thực và đáng tin cậy. Đây cũng là những đức tính tốt, cần cho một nhân viên khi làm việc, nên con đường sự nghiệp của Nhâm Tý thường rất thuận lợi và trong sạch. Người tuổi Nhâm Tý khá tham công tiếc việc, nhưng với điều kiện, đó phải là những công việc mang lại lợi ích cho bản thân họ. Họ cũng là những người có tham vọng và mong muốn có một công ty hay một công việc kinh doanh của riêng mình. Khi đã trở thành người nắm quyền lực trong tay, bên cạnh sự sáng tạo, tính cách tiêu cực như bảo thủ, độc đoán và có chút tự cao, tự đại sẽ làm hại họ. Họ rất thích mở một cửa hàng nhỏ hoặc làm các công việc trong văn phòng, nhưng kết quả lại thường không khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Có thể nói rằng, tháng Tết khởi đầu năm Giáp Thìn 2024 là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Nhâm Tý. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết, trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Nhâm Tý thấy rằng, những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt, định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Trên phương diện làm ăn, bạn cũng trở nên năng động hơn trước, biết trước thời cuộc, nhờ vậy mà được có những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã cho thấy, bạn càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu, bạn đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương, gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi, có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong tháng đầu năm 2024 âm lịch này. Bạn vốn là người có chí hướng, lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ nên ắt gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm đế vượng,
Con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông, rộng mở, bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, do đó nhiều rắc rối, trục trặc cũng nhanh chóng được giải quyết, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức, từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người, đúng việc, quyết đoán đúng lúc nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn với công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy, bạn càng xông xáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái thành công bấy nhiêu. Vì thế, hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, con đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý cũng có những điểm sáng đáng kể. Ngay vào thời điểm này, bạn có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân, nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn, buôn bán, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên đơn hàng bay về tới tấp, lại thêm việc đầu năm. Là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao, nên bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền nhiều gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay. Với người làm công ăn lương, bạn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân, nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương. Đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn. Ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này, người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Dịch mã cho thấy, bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa, phải làm việc, ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi. Nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng. Khi có điều gì không rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm những người giàu kinh nghiệm. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tháng Tết đầu năm mới, người tuổi Nhâm Tý cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên. Dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dưới ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh đế vượng cũng như ngũ hành tương sinh, người đã có đôi, có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình, bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, hai bạn có thể cùng cổ vũ, tạo động lực cho nhau, không ngừng vươn lên. Với các cặp đôi trẻ tuổi, các bạn còn có thể nhận được tin vui đến từ gia đình, có thêm thành viên mới. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Thậm chí, bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, bất kể là nam hay nữ, bạn cũng có thể chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên, bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tình hình sức khỏe của Nhâm Tý nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí, những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy được thuốc phù hợp. Người phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn cũng không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực. Dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục, thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Bạn nên chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tuần 1 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Tý nhận thấy, bạn đón tuần mới đầu tiên của tháng với tình yêu ngập tràn trong tim, tin vui báo về. Người độc thân sớm tìm được người để trao gửi tình cảm, duyên phận tình cờ nhưng lại khiến cho con giáp này vô cùng hạnh phúc.
chỉ muốn đắm chìm trong vị ngọt tình yêu. Trong tuần có Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, công việc của Nhâm Tý suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần, không thể tránh được những vấp váp khi mà thương quan làm cho con giáp này sao nhãn. Song các tinh Thái Dương với sức mạnh to lớn thì hoàn toàn có thể hóa giải nguy nan và sửa chữa được sai lầm. Thời điểm giữa tuần là lúc mà các khí vượng nhất, bạn nên cố gắng hoàn thành những công việc quan trọng. Trong thời gian này, ấn quang tương hợp sẽ tạo ra vòng tròn để bảo vệ bạn khỏi những công kích của kẻ tiểu nhân. Bạn thuận lợi vượt qua thử thách và tiến đến thành công. Một điều mà bạn cần chú ý trong tuần đó là chuyện tiền bạc. Kiếp tài hung thần cho thấy bạn có thể mù quáng tin theo lời của người không đáng tin, đem hết tiền bạc mình có đổ vào những nơi không có chút bảo đảm. Nếu không sớm tỉnh ngộ thì khả năng tán gia bại sản là khá cao. Tử vi tuần 2 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp, nhận thấy trong tuần này Nhâm Tý may mắn có vận trình tài lộc cực kỳ sáng rõ, có tỷ thiên ở bên và giúp cho con giáp này thêm tự tin vào bản thân mình. Không e ngại khi đứng trước các quyết định lớn mà đã dám nghĩ, dám làm, cơ hội đã đến và bạn không để nó vụt mất, tiền bạc cứ thế theo nhau ào ào đổ về nhà. Trong tuần có Bách Việt chợ đào hoa, người tuổi Nhâm Tý còn độc thân nên năng tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng mối quan hệ cho mình. Tìm kiếm thêm khả năng kết đôi, bạn càng gặp gỡ nhiều người thì càng có kinh nghiệm để nhận biết về một người phù hợp với bản thân và cũng có thể sớm có được người thương. Tuy nhiên, cát tinh này có thể trở thành hung tin khi đối với người đã có đôi, các mối quan hệ xã hội phát triển quá mức, vượt khỏi khả năng kiểm soát của bạn, có thể dẫn đến những hệ lụy xấu. Bạn cần vạch rõ ranh giới với những người khác phái, tự tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh những rắc rối không đáng có. Công việc trong tuần 2 này của tuổi Nhâm Tý khá thuận lợi, đặc biệt khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần, bạn được quý nhân chỉ lối dẫn đường, nên dù gặp khó khăn cũng đều có thể vượt qua. Cuối tuần thiên quang kéo theo thị phi có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của con giáp này. Tử vi tuần 3 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, có thể thấy rằng đây là một tuần may mắn của người tuổi Nhâm Tý. Trong khoảng thời gian này, khả năng thăng tiến trong công việc là khá lớn, nhất là khi mà ấn quan tương trợ, giúp bạn gặp được quý nhân, tìm thấy hướng đi đúng cho mình. Có điều, bên cạnh tin vui thì vẫn có những điều cần nhắc nhở bạn, khi mà thiên cầu hung tinh có thể tạo ra những trường khí xấu, khiến cho kẻ tiểu nhân tập trung quấy phá, hãm hại bạn, nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải thì có thể sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, công việc cũng vì thế mà gặp phải trở ngại. Điểm sáng trong tuần có lẽ là đường tình duyên của con giáp này, duyên phận tới, người độc thân sớm tìm được người ưng ý nên duyên đôi lứa. Các cặp đôi cũng đang dần tìm được nhịp điệu riêng trong mối quan hệ của mình, không còn mâu thuẫn và trục trặc vì những chuyện không đâu như trước nữa. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi mà thực thần trao cho Nhâm Tý nhiều cơ hội để kiếm tiền, con giáp này cũng nắm bắt khá tốt thời cơ và tạo ra thành quả tốt đẹp, kiếm tiền đầy túi. Song trong tuần lại có nhiều chuyện đặng chẳng đừng, khiến bạn phải dùng đến tiền, dễ vướng phải họa phá tài, hao lộc. Tử vi tuần 4 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Nhâm Tý trong tuần mới này sẽ đón những tin vui về tình cảm, người ấy tạo cho bạn những điều bất ngờ, lãng mạn, hâm nóng tình cảm của hai người, duyên tình thắm thiết, dường như không điều gì có thể khiến cho hai người mâu thuẫn với nhau. Đầu tuần có chính quan nâng đỡ, nên Nhâm Tý giành được khá nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Bạn làm việc có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để giành lấy mục tiêu đã định từ trước đó. Sự kiên định của bạn khiến cho khó khăn không thể làm bạn lùi bước. Song bạch hổ hung tinh gây tai họa trong tuần, bạn cần phải chú ý giữ an toàn khi tham gia giao thông. Điềm báo tử vi cho thấy họa huyết quang có thể xảy tới. Năm hết Tết đến, nhiều việc vội vàng, nhưng cũng đừng coi thường tính mạng của mình, chớ để nhanh một phút chậm cả đời. Vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng, tiền bạc cứ đổ vào nhà như nước, lợi nhuận gia tăng không ngừng. Người làm kinh doanh có một tuần buôn may bán đắt, người làm công ăn lương tuy hơi vất vả một chút, nhưng thành quả nhận về hoàn toàn đủ để bạn nở nụ cười mãn nguyện. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng,
thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác, cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn, để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Kính thưa quý vị, đời người ai cũng trải qua những lúc long đong, lận đận, có vui, có buồn và có cả sự thăng trầm. Đời người chính là như thế, là một quá trình tu luyện, từ non nớt đến thành thục. Vậy đời người cần tu luyện trở thành người như thế nào? Có 5 loại cảnh giới cao khó đạt được trong cuộc đời. Nhưng nếu có thể đạt được những cảnh giới này, thì bạn sẽ sống hạnh phúc, thong dong tự tại và thản đãng vô cùng. 1. Tinh mà không loạn là một loại tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn nhất định phải là người có tĩnh khí, gặp đại sự mà không loạn, gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen. Thường hẳn là một loại bình tĩnh, một loại cảnh giới cao của thái độ xử thế. Đây cũng là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt. Khi có việc lớn xảy đến, không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm, đứng trước một việc. Người có tĩnh khí gặp nguy mà không loạn, sẽ tự có thể sản sinh ra trí huệ mà hóa giải khó khăn. Người loạn khí đứng trước một việc lớn, sẽ chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm hỏng việc. Tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng, ý nói trong tay mà có lương thực rồi thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực, vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng, thông thái thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt, rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tĩnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn. 2. Đau mà không than là một loại kiên cường. Con đại bàng đau liền cất tiếng kêu thảm thiết, như thế nó sẽ mất đi khả năng vật lộn trên trời cao. Con thỏ đau liền dừng lại kêu gào, như thế rất có thể nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành cho kẻ thù của nó. Cho nên, hễ đau mà than vãn thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện. Quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay, đau chính là nền tảng của thành công. Đau mà không than chính là không trốn tránh mà dám đối mặt với nỗi đau buồn, niềm đau thương và sự đau đớn của bản thân, muốn làm được đau mà không than. Chúng ta cần tôi luyện được sự kiên cường, chúng ta cần có trí huệ để chống đỡ lại những sóng gió trên đường đời, kỳ thực.
Đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ. Nó cho chúng ta một tín niệm, sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ đến. 3. Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng vô tư thản đãng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt, ưu sầu. Đôi khi một nụ cười có thể làm tiêu tan ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong thế gian, có lẽ nở một nụ cười là động tác đơn giản nhất, nhưng lại hoàn mỹ nhất. Đời người có những lúc chúng ta phải đối mặt với những lời giễu cợt của người khác. Cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Khi ấy, nếu chúng ta cứ nhất quyết phải giải thích, tranh biện với họ, thì chỉ càng đẩy họ sang phía đối lập với chúng ta. Cái tâm của chúng ta cũng sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Lúc này chi bằng chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu. Nhân sinh mãi cứ oán giận chi bằng tĩnh hạ tâm xuống suy nghĩ sâu xa, thời gian như nước chảy sẽ cuốn trôi tất cả những điều không hay trong cuộc đời. 4. Mê mà không lạc là một loại trí tuệ. Một người chỉ có thể mê mà không bị lạc mất khi đã tôi luyện được nội tâm cường đại. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, ai nhi bất thương, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ, chúng ta có thể buồn bã. Đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau chúng ta cũng đừng quên rằng, luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả, chỉ cần giữ vững thiện lương trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất. Người có thể coi nhẹ những được mất trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát họ mới có thể không bị mê mờ. Người có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định cũng có thể làm được điều này, bởi vì họ đã có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử vô thường, nhân duyên đời người. Trái lại, người không có trí tuệ và tín ngưỡng kiên định, hễ gặp chuyện là suy sụp và thống khổ. Có đôi khi sự ảnh hưởng vô cùng lớn của ngoại giới sẽ khiến chúng ta bị lạc mất cảm xúc, không tự mình khống chế được bản thân. Nhưng khi chúng ta có đủ trí tuệ và nội tâm cường mạnh, một thời gian sau chúng ta sẽ khôi phục lại được. 5. Không so đo với người khác là một loại bao dung lớn của cuộc đời. Đời không có đúng hay sai, chỉ có nhân và quả. Muốn thanh thản hãy nhớ điều này, càng sân si, càng so đo tính toán, thì con người ta sẽ càng dễ nghi ngờ mỏi mệt và không có một phút nào bình yên. Có câu chuyện ngắn như sau, có một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau, bé trai nhặt được rất nhiều đá, bé gái có rất nhiều kẹo, bé trai muốn dùng tất cả số đá mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái, và bé gái đã đồng ý. Nhưng bé trai lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa những viên đá còn lại cho bé gái. Tuy nhiên, bé gái vẫn đưa hết số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon. Tuy nhiên, bé trai lại nằm nghĩ ngợi mãi không sao ngủ được. Cậu nghĩ rằng, liệu có phải bé gái kia cũng như mình và cất đi rất nhiều kẹo ngon. Thật ra, nếu như bạn không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình hay không để có được một giấc ngủ ngon. Một cuộc đời thanh thản và một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm đối đãi với người khác. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người hay sự việc giống như câu chuyện nhỏ này. Liệu chúng ta có thể thành tâm đối đãi với người khác hay không, mặc dù biết rằng những ngờ vực và hiểu lầm rất tổn hại đến tinh thần và thể xác của chúng ta. Nhưng rất nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, trên thế giới này không có đúng hay sai, mà chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác, thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo đáp, mà chỉ cần bao dung, sống thật tâm, tĩnh tâm chờ đợi, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.